Xin chào các bạn, thì hôm nay ở miền Tây vào mùa khô nha các bạn. Thì trên ruộng đầu khô rang khô hốc hết trơn nè. Giờ cá chỉ còn trong hầm của người ta thôi. Giờ trong kia có ông bác đang bơm hầm, vô mình xem. Kéo cá chơi. Đây thì cái bờ tràm lúc trước đi bắn chuột nè. Chắc còn tầm 5 tháng nó bắt đầu nó ngập nữa rồi, bắt đầu cái đường có chuột nữa. Nó lên cây á, bắt đầu ruộng như đây nó ngập hết nè, nó lên cây. Đi vô coi. Đây, các bạn thấy không? Ruộng bên này khô rang hết trơn rồi nè, đó. Giờ rạ đốt xong hết, còn gốc rạ trơi gốc rạ không đó. Cái nhà đó là người ta đi gà vườn ao chuột cá hay gì có bự luôn. Mèo 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 mèo. Để cá bơm lên cho đập này. Có cua ve không hai cua gái kẹt á gọn chưa ra năm tấc chứ cái lớp gì sao gì nữa tha thôi chứ đừng là năm tấc hả. Dũng tiêu luôn rồi đó. Đường nào nào, đường nào nè, qua tao hay là qua mày? Qua nào cũng được, bị bỏ xuồng rồi. Xuồng không phải có bãi vô mới được, bỏ xuồng vậy. Để xuống đi. Dầu có ba. Lự này nè, lự lại đi qua qua. Cả vỗ gom ra đây. Gom là đó đó mà giờ thấy gì nè. Đây cây không ra, cái hòn nước mình mông. Mấy cây tọt á. Mấy cây tọt nó chạy ra. Ở trong cái hầm của ông Khải trong để đi cho hết. Bữa đầu bữa đi con cá ba bốn cái gì? Cái nuôi hả? Học quá chứ vậy sao lớn. Rồi vậy để vậy tao vô cuốn hòn cọp đi nè. Nó dở gì lên gì vậy? Trời ơi, đụng quá đi đá vô lưng nó luôn. Nãy em kéo cái xuồng. Dở là được rồi đó. Dở đi. Chậm lên. Đồ của Phi. Thank you.
canh đồ mà cỡ 3 kg 3 kg mấy đó. Ở trên đường đó kia. Cái đồ này đồ cả này ngon chứ bự quá, hết ngon rồi. Lén lén cái thừa dục qua hầm bên kia giờ nó chà bá. Cái hầm qua đây có bơm hầm cái thừa hình cứ ôm dục nó lại. Nè Phúc. Cái dục qua dục lại dục. Cái thau nè, cái này. Rồi xong. Ông lấy cái đậu. Không khác vô bắt người. Bơ hả? Bơ kia chứ bơ gì đủ. Rồi chứ đưa. Đi bờ ở đây thì không được đi mình đi cái cầu đó. Nè cái rổ nè. Đây làm sao? Thấy cái rổ đây. Cũng lẹ dữ. Mấy cái dầu không biết. Cái dầu đếm á. Tôi hỏi lại cả căn không? Mấy cái dầu đếm này bỏ luôn đi. Tại ăn cá dầu đếm mà cá này. Cá đếm. Cá dầu đếm hả? Cá nó mềm hơn. Chờ tôi mua cái hai con đi về tống hầm rồi. Cá này bán nhiêu ký vậy sao? Mấy con. Mấy con cá dầu đếm một con phải không? Cái gì? Cái đếm mình không bán. Bán là đấy, cái kia được đâu. Cái gì? Cái kia của mình. Cái nuôi vậy? Nuôi. Nuôi. Cái gì đếm để lại hết. Nó cần cho nó còn cái gì đếm. Thiệt hả? Phải. Cái đó thôi, cái đó trồng quay vậy hả? Không cần à. Cái này cái gì đếm. Thôi ngoại con còn nó cần con hả? Nó khó nuôi lắm. Ừ. Trồng quay vậy. Để đủ mẻ hoàng trâu rồi giờ nó không chịu điện. Chết. Nó cần bớt bệnh rồi nhá. Ô. Cái từ. Đâm đùi vậy dừng sao? Bắt con cá bự quá. Cái mạnh hơn. Má nó nhát luôn rồi. Đưa nguyên đường luôn rồi. Đem về cho nó dễ đi, đem cầm này ở nhà không, nó nhảy à. Rồi chút nữa lại lấy cà phê. Gần đây tống hầm đâu cũng chết. Kéo cái gì sát vô vậy nó dở lên chứ đâu. Đang vô, cũng tới liền. Nó chị ngược đắng rồi.
đây chỗ này nè. Chém thôi. Hai con hả? Dạ, hai con. Để nó kéo khác này. Ba ký bà. Thấy không? Dạ. Nó ba ký bà đó. Ba ký bà. Con nó khác hay sao? Cái này không có bán. Rồi, đang kéo. Đó đó. Chạy đắng bó rồi, đắng luôn, ngược ra luôn. Ôi đủ má, sao quẹt cái dưới này, sao cái lỗ dữ thằng vậy trời. Có nuôi ấy á. Tới lưng quần luôn. Chết mẹ, chắc dướng quá mày ơi. Dướng đầu bò. Dướng cái đầu bò. Dướng chắc luôn, đủ mà cái chơi cột cái đầu bò, cái cầm dây đàn chữa cái méo ra ngoài vậy nè, không có ràn vô. Mà ta kéo có cái đầu bò, kéo xúm vô đi, nó có trong đó mấy con rồi đó. Chơi vậy đi, mãi dướng hết lần rồi. To luôn nữa, con một rồi. Hai con cái gì? Chỗ này thủ quá mà cây không à. Nó, nó. Đây nè. Đây nè, đây nè, xuống đây rồi nè. Câu cái vợ còn 3 kg, 2 kg mấy mà. Sọt cái đầu đau đã bực mình rồi, bị cá chém đầu đau rồi bực mình hở rồi nói này nói hoài. Ba cái sọt cái bả ở đâu đắng hoài, ta cần có một con cá bán một con. Ủa cái này nhiều à, cái này quá trời á. Cái này
con lấy một bát cái thùng. Sâu, lấy thùng đó đâu? Lấy số nhỏ thôi đổi. Vòng qua đây nè. Đi đây con, đi đây con. Nè, luôn là hai rồi nè. Nè, chơi vòng dài đủ má. Mạnh lắm. Rầm rầm. Đó, rồi nó quá rồi. Đó rồi. Nè, nó bỏ đâu nè. Hai nhỏ hả? Ừ. Cái căn này hai chứ mấy cái thùng cái có trứng luôn nữa kìa. Mà hai đây giờ bự đâu nè. Bà bỏ ở đây em bỏ vô mà. Chém hư á. Hư con này hai á. Chết gà luôn. Lấy cái xô. Lấy xô nữa con. Con. 2 4 6 8 10 luôn. Tụi mẹ càng già càng nút nhiều. Tới 10 nút rồi. Mấy kỳ vậy? Con mấy con bắt mấy gà mấy cái này. Cái này là 2 con. 2 con. Giờ mấy ủa lát con đâu mà vậy. Này lên rộng quá đi mấy. Ờ ừ, cá thác lá. Đừng cá thác lá. Cá cơm. Cá đã luôn. Nó đẻ rồi. Con ba con đi, bắt con ba con đi. Này hả? Ừ, bỏ lên. Dựng dằn vô giò bả đó. Nào nữa. Nó bự á, nó bự ba con bự. Nào nữa. Này phải không? Để đây coi lát con nào bự hai con. Dạ hả? Anh Sáu, em gọi đây lát anh Sáu ghi rồi em đưa em trả tiền rồi em lấy sao? Được rồi. Hả? Mấy giờ cho tôi chiều tối lên ký. Dạ. Thôi tôi chém con cá đó sao? Hả? Nó chém con cá ấy à. Chém con cá thắt lát à. Tôi đem bỏ hồ. Ông bố cá thắt lát bị chắc 3 ký một đà tài. 2 ký mấy. Chém rết mũ. Chém rết mũ luôn. Rết mũ luôn hả? Rết mũ nè. Cá lông thận. Tụ má con. Bỏ luôn cái sọt đó, người ta dễ cân quá không á. Bốn ký bảy. Bốn ký bảy. Ừ, bốn ký bảy. Bỏ đâu? Vô có hai con nhấc vô rồi đó. Mấy cái kia chém gì. Dứt liền để nó chém nó thôi. Lê Minh ơi. Nè nè. Để bận cái giò trước. Bụng mày nó đập banh sát. Nè nè nè. Bỏ cái giò trước đi. Má nó quýnh tay mình hết trơn thấy không? Dạ. Nhiều để con nhiều hả? Rồi, cắt rồi á. Lấy luôn mấy quên rồi. Sao?
bắt nữa hả? Cá bự quá mà làm không cần cá kia hả? Canh luôn. Cho bà ba con này đi. Con nữa hả? Trời ơi, thì cái gì đi, bởi vì cái rác tiền lắm, tiền ngoài. Ở chùa luôn rồi, hai con đi. Ủa, con chưa chắc về. Đúng rồi, bà nó bả liên chậu quá, liên chậu quá hả? Thì con thấy ký 8 rồi, giấy là trừ ra ký 8 ra. 4 ký 2, 4 ký 4 hả? 4 ký 4. 4 ký 4. 4 ký 4 thì hồi trừ ký 8 ra con, và còn tiên ký bà ba. Không được, nó quậy. Dưới có cân không? Cá bự là 2 cái mấy đó, cái 8 á. Cá bự là 2 ký 1 rồi. Ờ, chứ không. Ở này 4 ký 1, này ký 8. Ghi lại tiếng quên á. Phi. Có à, có giò bắt mà không có giò thôi. Có giò sao bắt kéo về bắt giò đi ạ. Đó. Ô chu chu. Nhiều lắm rồi. Quẹ lọt lưới xong đất không luôn. Này lấy thùng nè. Cái nồi nó nung ba cái đó, nó dẻo quá. Cái đó có gì đâu có ăn đâu.
phi, đồ cũng phi chà bá luôn rồi. Đó phía đây mới có phi này, có phi bự bự. Nãy tôm tôm. Làm gì có tôm nữa. Cũng có tôm. Trời ơi. Bự cái bụng nhỏ hả? Nó lấy cái rổ sâu vậy. Đó, bên đây nè. Có. Được nó rồi. Dạ. Nó mạnh quá. Đủ quá. Tao mà thấy mày rú rau lên là tao úp cái đậu xuống tao mà. Cá bỏ lên giờ đẻ gì đi. Cá thắt lát. Được quá. Có này thả. Đẻ đâu ra con bự như vậy. Nãy lựa ở đây nè. Xuống á cái mày đủ mà mày vớt không có được nào. Lấy rổ mày ịnh xuống, mày giờ thấy nó mẻ rồi. Ịnh như cái nơm hả? Đủ mẹ cái chạy mày không có vớt được nó đâu. Tao mới vớt, vụt là tao biết rồi. Kinh nghiệm rồi. Ảnh còn không dính nữa rồi. Chạy tới. Nó còn sâu quá. Sâu quá rồi. Quá là thì ịnh thôi chứ không có làm sao mà đủ mà vớt được hết rồi. Lên 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 trên bờ, lên trên bờ luôn. Nó thẳng tới luôn đó. Nó nè.
cái lăng coi, cái lần quá bự lần đó. Lăng lăng đó. Tính nè nhà đi học. Gì cũng khúc ơi hoài, lát đủ má khờ. Khúc ơi hoài. Con đổi rồi. Hả? Con đổi rồi. Được không? Trời ơi, chị của em xin đổi em bán con được luôn. Nó nói vậy chứ nó cũng chưa bán hết mà. Hết, bán biết chừng nào hết. Nó nói đổi, nó bán chứ không đổi thì bán không được. Sáng là xuống sớm chị mở hàng đứng chờ. Mẹ, hai mẹ con đi mua đôi dép của Nằm Việt, mày có dép một. Thì chiếc mà con đi mua dép mà có chiếc. Không mang thử mà, mang thử chiếc đâu, mang thử đâu, mang thử con chiếc. Con chiều á. Con chiều một à, năm gặp năm việc là không đổi luôn á. Năm việc lại mấy chỗ đó mua lại lấy hai chiếc vậy đó. Có 35 ngàn. Năm việc chơi là hai chiếc, con bên một mang cả năm chưa hết luôn á. Ghe trọng hợp. Ai? Tính mới chở ngoại ngàn á. Gặp ngay rồi bận chứ đâu. Đủ mày kêu cũng đã đời đó. Ở ngoài đi kêu đã đời đó. Ủa má còn một cái dồ hay gì nè. Dồ cái gì? Còn không còn. Chỗ này nó sâu lắm. Được mua dưới đây nè. Cái gì vậy?